hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015 với chủ đề sản xuất kinh doanh tiêu dùng rau thịt an toàn với mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước và người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các bếp ăn tập thể nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua đường thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Tuy nhiên hiện nay, việc kiểm soát và ngăn chặn triệt để tình trạng một số nơi rau quả bị ô nhiễm hóa chất độc hại, thịt gia súc gia cầm, thủy sản còn dư lượng kháng sinh, việc sử dụng các hóa chất, phụ gia không đúng quy định trong chế biến, bảo quản thực phẩm, trong kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống chưa được quản lý tốt. Ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các khu công nghiệp vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân. Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển và tồn tại của cơ thể và cho cái sức khỏe của con người. Song thực phẩm không an toàn thì cũng có thể gây ra những bệnh tật và ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của con người. Thực phẩm không an toàn có thể gây ra những cái bệnh cấp tính biểu hiện bằng những cái hội chứng tiêu hóa như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và tiêu chảy. Nếu mà ngộ độc thực phẩm nặng thì có thể dẫn đến tử vong hoặc là suy dinh dưỡng ở trẻ em và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong thời gian qua, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm được kiện toàn từ cấp tỉnh đến từng xã, phường, thị trấn và các ngành. Việc thanh kiểm tra an toàn thực phẩm được tiến hành bằng nhiều hình thức. Từ đó, nhận thức của người tiêu dùng và các đối tượng sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm được nâng lên rõ rệt. Trong đợt thanh kiểm tra cao điểm tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015, các đối tượng được thanh kiểm tra chủ yếu là các cơ sở kinh doanh, tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Các vi phạm chủ yếu là điều kiện vệ sinh nơi sản xuất không đảm bảo, không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, thiếu bảo hộ lao động, hàng hóa thực phẩm hết hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tính cho đến thời điểm này, qua kiểm tra, bước đầu một số cơ sở kinh doanh, những cái sản phẩm rau quả củ cũng như là những cái sản phẩm từ thịt có thể đánh giá là các cơ sở chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, còn một số cái lỗi như cái trình tự, thủ tục, hợp đồng mua bán để truy xuất nguồn gốc cái sản phẩm có nhưng chưa đầy đủ. Một số trang thiết bị, những cái dụng cụ để cho công tác thu mua, sơ chế, chế biến còn sơ sài, chưa đảm bảo cái tiêu chuẩn theo quy định. Qua đây thì chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở và tuyên truyền các hộ sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ rau quả cả, quả củ tốt hơn nữa và đúng theo những trình tự quy định của pháp luật. Chủ đề của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay cho thấy vai trò quan trọng của khâu sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Để khẳng định sản phẩm có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hay không, bước đầu xác định qua nguồn gốc xuất xứ và những chỉ số an toàn từ khâu sản xuất như dư lượng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản. Trên địa bàn tỉnh ta đã xây dựng được một số vùng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp và những chỉ số về an toàn trong sản xuất đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch đến người tiêu dùng rất cao. Những vùng sản xuất này đảm bảo việc cung cấp một lượng thực phẩm an toàn, giá thành hợp lý đến người tiêu dùng. Hiện tại Vĩnh Phúc có rất nhiều các cơ sở, 26 cơ sở, các vùng sản xuất rau với cái lượng sản xuất ra hàng năm hàng nghìn tấn sản phẩm. Các cơ sở này đã được chứng nhận Việt Gáp. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã có giúp nhiều đơn vị được cơ sở chăn nuôi lợn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Các cơ sở chăn nuôi gà thịt cũng đã được chứng nhận Việt Gáp.
và một số cơ sở chăn nuôi trứng gà cũng đã được chứng nhận Việt Gáp. Hiện tại đã hình thành những cái chuỗi bán và kinh doanh những cái sản phẩm an toàn, đã bước đầu đã được nhiều người dân hưởng ứng và chấp nhận. Trong quá trình triển khai, thường xuyên chúng tôi cử cán bộ giám sát thông qua việc lấy mẫu, tập huấn nhắc lại, duy trì cái việc thực hiện sản xuất Việt Gáp trong chăn nuôi cũng như trong sản xuất rau quả, để từng bước những cái sản phẩm của Vĩnh Phúc không những tiêu dùng, người tiêu dùng trong tỉnh chấp nhận và còn có thể là tiếp thị xuất bán cho tỉnh và cảnh. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng việc chế biến và cung cấp thức ăn đến người tiêu dùng ở nhiều nơi còn chưa được bảo đảm. Nhiều bếp ăn tập thể, hàng quán vẫn còn sử dụng những sản phẩm không có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hay không đủ điều kiện cơ sở vật chất để chế biến, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Đối với các doanh nghiệp, sử dụng thực phẩm an toàn giúp đảm bảo sức khỏe cho công nhân, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đến người lao động, góp phần tái tạo sức lao động trong sản xuất. Vì thế, việc lựa chọn sản phẩm hay các nhà cung cấp thực phẩm là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở nhiều doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thiên thì trước nay thì không có nhà ăn tập thể cho công nhân. Tuy nhiên là để đáp ứng nguyện vọng của công nhân là có thể ăn tại công ty, thì từ tháng 11 năm 2014 thì công ty có đề xuất là mua sân công nghiệp và đã sau một thời gian lựa chọn thì có chọn được hai nhà thầu, một nhà thầu ở Vĩnh Tường và một nhà thầu Yên Lạc để thực hiện cung cấp suất ăn công nghiệp cho công nhân. Đó, hai ca là một ca là ca 11 giờ 15 và một ca là 12 giờ. Thì trước khi ký hợp đồng thì công ty đã xem xét những giấy tờ về an toàn vệ sinh thực phẩm của hai đơn vị. Thứ nhất là về giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở bếp ăn. Cái thứ hai đó là các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, ví dụ như thịt cá để cung cấp cho việc nấu ăn, chế biến suất ăn công nghiệp. Sau khi xem xét tất cả những cái giấy tờ đó và liên quan đến cả có cả những cái giấy tập huấn về kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của những nhân viên tham gia nấu ăn, thì công ty đã ký kết hợp đồng với hai công ty này. Qua kiểm tra của các nhà thầu thì chúng tôi cũng thấy là thứ nhất là cái điểm được là công ty cũng đã có cái ký hợp đồng là trách nhiệm với các cái nhà thầu, và các cái điều kiện để phục vụ thì công ty cũng là tương đối là đầy đủ, các nhà thầu đầy đủ. Nhưng những cái tồn tại ở đây là các cái nguồn thực phẩm mà cung cấp cho cái bếp ăn thì là đều là chưa là có cái ký hợp đồng cụ thể với cái nhà cung cấp. Thế còn đối với ban chỉ đạo huyện Vĩnh Tường thì chúng tôi triển khai thì cũng nhằm vào ba cái mục tiêu chính. Cái thứ nhất là về xây dựng các cái kế hoạch triển khai cái tháng hành động về an toàn thực phẩm từ huyện đến xã. Cái thứ hai là đi sâu vào cái nhóm tuyên truyền. Tuyên truyền thứ nhất là tuyên truyền về cái đối tượng là lãnh đạo các đơn vị, các nhà lãnh đạo. Cái tuyên truyền thứ hai là đối với là các cơ sở sản xuất và chế biến kinh doanh thực phẩm. Và cái tuyên truyền thứ ba là đến cái nhóm người tiêu dùng, là người ta biết cách là lựa chọn cái thực phẩm làm sao an toàn. Thông qua các cái kênh tuyên truyền thì là gồm các cái kênh thông tin đại chúng, rồi các hội nghị, hội thảo về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Đấy, cái mục tiêu thứ ba là cái công tác kiểm tra thì là từ huyện cho đến xã, thì là xã có ban chỉ đạo của xã và cũng tiến hành là thành lập cái đoàn liên ngành kiểm tra, và huyện cũng có hai cái đoàn liên ngành. Không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, việc sản xuất và chế biến thực phẩm một cách an toàn còn tạo ra cơ hội phát triển bền vững, lâu dài của các hộ sản xuất kinh doanh. Thông điệp của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay được kỳ vọng sẽ mang lại chuyển biến tích cực trong nhận thức của người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm cung cấp những sản phẩm rau, thịt sạch, đảm bảo sức khỏe cho chính mình và gia đình.